Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh, chào toàn thể anh em. Hôm nay anh em tôi đang chuẩn bị khai thác mật nhé, khai thác mật. Đây là công tác chuẩn bị đây. Dao cắt bết đây, thùng quay này. Hôm nay sẽ sử dụng thùng quay ba cầu nhé. Chủ đề chính của video này đó là hướng dẫn anh em, hướng dẫn các bác cái cách nhóm lửa cái bình hun khói. Tại vì cái bình hun khói thứ nhá là một cái dụng cụ rất là cần thiết trong quá trình mà chúng ta làm ong, chúng ta khai thác ong. Đấy. Thì bây giờ các bác thấy đây. Đây. Đây là một cái bình hun khói nhé các bác nhé, bình phụt khói chống ong đốt. Chất liệu của nó là bằng inox nhá, inox xịn này, inox không hít nam châm đấy, hàng cực dày đấy. Phía ngoài là cái nồng bảo vệ nhé để chống bỏng. Thì bây giờ phía trong này nó sẽ có cho mình là một cái kiềng. Cái này tôi đã sử dụng vài lần rồi, đây là có cái kiềng. Cái khi các bác mà mới mua về lần đầu tiên mua về ấy, thì các bác phải bẻ cái kiềng ra nhé, bẻ kiềng ra này, sau đó mình thả xuống dưới này, mình thả dưới này nhé. Đấy, các bác thả kiềng xuống đây. Và lưu ý thêm cho các bác nhé, và cái điều chỉnh đó là một số các bác bảo là cái bình đợt trước thì phun nhiều khói, mình đợt sau thì phun ít khói, thì không phải lý do gì đâu nhé, nó là tại lý do này này. Bên này là cái bầu đá gió này, bầu đá gió có một cái lỗ, có một lỗ thổi ra nhé, nó thổi ra thì các bác phải chỉnh làm sao cho cái lỗ thổi này nó thẳng với đúng với cái lỗ ở bên bình này, đúng với bình này, thì là nó, khi mà nó xịt sang ấy là khói nó dội sang bên kia nhiều nhất cho các bác nhé. Bây giờ để thao tác nhóm được thì đầu tiên em chỉnh cái chấu nhé. các bác dùng giấy này, dùng giấy bìa nhá, dùng giấy bìa cắt tông. Đấy, dùng giấy bìa cắt tông này để mình nhóm, dùng giấy bìa cắt tông. Đây các bác lưu ý nhá, điều chỉnh làm sao cho cái lỗ ở bên bầu đá gió này nó thẳng với cái lỗ ở bên mình xịt khói, thì khi mình phụt như vậy là hơi nó dội sang bên này nhiều nhất nhá. Thì bây giờ đầu tiên đây là mình tiến hành nhóm bằng bìa, nhóm mấy miếng bìa giấy vào nhá. Đây, cho mình miếng bìa giấy vào. Các bác cho cháy bìa giấy lên một chút, xong các bác bỏ một ít chấu vào, xong bỏ củi khô vào, thế là mình đậy nắp lại. Đấy, trong quá trình nhóm này thì các bác có thể là các bác bóp cái lá gió ấy, bóp lá gió nó thổi hơi sang nhé. Bị ồn quá. Bị. Các bác thông cảm nhé. Con bịp này đang hơi ồn quá này. Cái này nó đây này. Nha. Đó. Thôi ngay không này. Có cái ghẻ mãi này. Rồi mình lại quay lại cái cảnh nhóm bình hun khói này nhá. Rồi các bác bỏ giấy vào này. Bỏ một ít chấu vào. Đây, trong quá trình nó sắp cháy mình cứ bóp, bóp cái lá gió á. Xong các bác thả củi vào. Tùy các bác có thể là thả chấu hoặc thả mùn cưa. Đây tôi không có mùn cưa, đây bỏ củi. Nhưng mà tốt nhất là mình nên bỏ mùn cưa hay hơn. Đấy, bỏ mùn cưa, bỏ chấu cũng được nhé. Rồi. Đây là cái quá trình nhóm bình khói nhé, bình hun khói. Thì cái bình hun khói này là 230.000 một cái nha các bác nhé. 230.000 một cái, đã bao gồm cả phí ship cho các bác. Các bác quan tâm về sản phẩm mình xịt khói này vui lòng alo trực tiếp cho shop nhá. Shop Ngọc Ánh Tân Ánh theo số điện thoại bên cạnh tiêu đề nhá. 0916 579 838 hoặc là 038 này 330 8479. Đấy. Cái bình hun khói này là một cái dụng cụ hỗ trợ rất hữu ích cho các bác nuôi ong nội nhá, nuôi ong nội. Điển hình như hôm nay là anh em tôi đang tiến hành chuẩn bị khai thác mật đây này. Đấy, khai thác mật này, dao cắt này, thùng quay này. Đấy, khai thác đây là chuẩn bị khai thác nhé. Thì cái bình hun khói này rất là có tác dụng ạ. Đầu tiên là nhóm mình xịt khói trước để mình xịt khói để cho ong nó giảm ra nhé. Đấy là cái cách làm rất đơn giản thôi. Hình thức mua hàng thì các bác chỉ liên hệ trực tiếp với shop theo số điện thoại mà tôi mới đọc, hoặc là trên màn hình, hoặc là gắn bên cạnh là tiêu đề. Hàng thì ship đi toàn quốc, 230.000 một cái, chất liệu inox xịn, có vỏ chống bỏng nhá. Hàng dày dặn đấy các bác. Rồi đấy, em cứ thế em bóp lên là được rồi nhá. Thì các bác bóp lên cho nó cháy đủ lực, nó không bị tắt. Thì các bác đậy nắp lại, đậy nắp om lại, là nó khi nào mình cần khói là mình bóp thì là
nó sẽ ra khói nhá. Tại vì cái lửa phía trong bình ấy nó đã bị ém khí nó sẽ không tắt được. Đấy, không tắt được mà cháy rất là lâu. Rồi, đến đây là cái quá trình nhóm bình xịt khói nhá. Rồi, hẹn gặp lại các bác trong cái video sau nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác.